trường chứng khoán biến động từng giây. Cơ hội đầu tư xuất hiện chỉ trong chớp mắt. Bảng giá thông minh Plus 24 của chứng khoán MB hội tụ những tính năng mạnh mẽ và nền tảng giao dịch toàn diện, giúp nhà đầu tư nắm bắt ngay mọi cơ hội đầu tư và giải ngân hiệu quả. Theo sát hơi thở thị trường với bảng giá giao dịch cập nhật đến từng giây, giúp nhà đầu tư bắt kịp mọi xu thế tăng giảm của chứng khoán. Tính năng chuyển động thị trường của Plus 24 hỗ trợ nhà đầu tư cập nhật thông tin top cổ phiếu, độ rộng thị trường, thanh khoản, giá trị và khối lượng giao dịch vốn hóa. Theo dõi các mã cổ phiếu trong danh mục quan tâm với tính năng tạo danh mục chứng khoán và đồ thị tích hợp. Tính năng cổ phiếu khuyến nghị giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, theo dõi hiệu quả đầu tư của các cổ phiếu được tư vấn bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ trung tâm nghiên cứu MBS, gia tăng cơ hội đầu tư từ hệ thống định giá nhanh, báo cáo tự động đối với từng mã cổ phiếu hay bộ tín hiệu kỹ thuật thời gian thực với hiệu quả đầu tư quá khứ được đo lường chi tiết và minh bạch. Tính năng danh mục và tài sản giúp nhà đầu tư nắm vững các danh mục tài sản cũng như hiệu quả đầu tư hiện tại của mình. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh trực tiếp từ bảng giá hoặc đặt lệnh trực tiếp từ đồ thị kỹ thuật. Với bảng giá thông minh Plus 24, nhà đầu tư có thể nghiên cứu và giao dịch trên thị trường cơ sở, phái sinh hay chứng quyền dựa trên các công cụ phân tích chuyên sâu được phát triển riêng cho nhà đầu tư năng động. Plus 24 tích hợp đa nền tảng giúp thuận tiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi trên desktop, tablet hay smartphone. Kiểm tra hiệu quả danh mục, theo sát hơi thở thị trường, nắm bắt cơ hội và tư vấn đầu tư, giao dịch đa thị trường, đa phương tiện. Bảng giá thông minh Plus 24, giá trị vượt trội.